Nếu như anh em đang cần tìm một giải lập chơi game trên PC vừa nhẹ vừa mượt lại còn có thể auto như thế này thì hãy tải luôn LD Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Ồ anh em ơi, con game Bomber VNG đã ra mắt rồi. Thực ra là mình cũng hóng phết vì hình như nó không có bản test hay sao nhỉ. Trong video này mình sẽ hướng dẫn anh em cách làm nào để có thể là nhập được gift code cũng như là tổng hợp cho anh em là ba cái gift code chung nhá. Code hơi ít đấy. Nói chung là game VNG thì vậy, hơi ít code nha. Đấy, nhập tên cái đã. Nhưng mà anh em cần phải tạo tài khoản với cả chơi các kiểu một thời gian đó, sau đấy thì chúng ta mới có thể là nhập code được nhá. Cái này chơi trên mobile thì dễ hơn, chia sẻ thật với anh em là như vậy. Còn nếu như anh em nào mà muốn tải game trên PC nhá thì mình để cái đường link ở dưới phần mô tả rồi. Anh em có thể là tải game về nha. Cái tựa game này thì mình thấy khá là hay và phù hợp với cả cái phong cách lối chơi của vợ mình đấy. Để hôm nào mình sẽ rủ vợ mình vào làm video clip nhiều hơn về con game Bomber VNG nha. Thì để nhập code được cái tựa game này, anh em truy cập vào cái trang là giftcode.vnggame. Rồi nói chung tí nữa mình sẽ để link ở dưới phần mô tả cho anh em, ok chưa? À, anh em tiến hành đăng nhập vào. Đó, đăng nhập bằng email, số điện thoại, sinh ID là tùy anh em nha. Ví dụ như mình đăng nhập xong thì nó sẽ hiện ra như thế này. Ôi nhưng mà hình như nó giống như kiểu là game mobile nó chỉ có một cái server này thôi sao chứ, đúng không? Nói chung mà tí nữa mình sẽ tìm hiểu thêm về game nhá. Miễn là đúng nhân vật này là ok này anh em này. Code đầu tiên là Bomber VNG thôi. Ui dồi ôi, lại còn phải đi nhập cái mã xác minh khổ tôi này. Z này là viết thường hay sao chứ nhỉ? Nhập code. Ok, nhập thành công này. Code thứ hai là đăng ký trước anh em nha, viết thường tất đây này. Nhập thêm phát nữa. Code thứ ba là Bomber 1m. Ok, thành công, có 3 code đấy thôi anh em. Ồ, khi mà mình nhập ở trên web xong thì vào trong game cái đã nhận luôn được một số những cái phần thưởng. Đây rồi này anh em này, nó hiện sẵn trên màn hình nhá.